vị đang quay trở lại với chương trình Bí mật đêm Chủ nhật. Và đây là thử thách thứ tư, lồng tiếng trong tiểu phẩm Giang Hồ Bá Đạo. Và tự nhiên mà nghe tới giang hồ cái là Hoàng Anh nghĩ không ai khác là anh Trường Giang sẽ vào vai này. Người lồng tiếng cho anh Trường Giang, xin mời nghệ sĩ Hoàng Sơn ạ. Chúng ta còn cần một cô chủ quán rất là xinh đẹp, mỹ miều và cá tính nữa. Hồng Anh xin mời Diêu Lê. Và một tên trùm khét tiếng rất là manly, làm Hồng Anh liên tưởng đến một nhân vật của chị Việt Hương. Hồng Anh đã xem và vô cùng thích thú, cho nên lần này muốn một lần nữa được xem chị Việt Hương trong vai trùm manly. Xin mời chị Lập làm bạn của em. Wow, mời thế nào các bạn. Thưa quý vị, và bây giờ tiểu phẩm Giang Hồ Bá Đạo xin được phép bắt đầu. Trời ơi, cuối cùng cũng mở được cái quán ta. Coi bộ cũng được á. Đẹp. Hôm nay bán được nha, đông khách nha. Ôi. Mời anh ngồi. Đừng nói gì hết, ngồi. Không, đó. Không cần ngồi. Ta đứng cũng được mà. Thôi, đứng không được, menu. Hôm nay, ta... Tới... Nước rồi, trà đá. Ta... May anh đang khai trương trà đá miễn phí nha. Thông cảm. Ta bị... Thôi, không uống được thôi, cảm ơn trà. Sao anh? Biết. Tôi mắc cục nữa, cho xin miếng nước. Mà bây giờ hồi nãy là miễn phí, bây giờ là tính tiền nha, thấy không? Cái gì? Tính tiền. Ta là trung giang hồ ở đây mà tính tiền ta là giang sao? Hồ thì cũng nước cục cũng phải cần nước, tính tiền không? Giỡn mặt hả? Nè, thôi tính thì tính. Rồi, uống đi, uống đi. Thôi trả tiền trước đi rồi. Ta không có tiền. Tại vì ta là trung ở đây. Trời ơi! Sao? Cái gì vậy? Biết. Cái ly này ta đập vô đầu ngươi không? Trả luôn. Mà trước khi ta đập vô đầu người khác, ta ưa đập vô đầu ta lắm. Tính không? Không ăn thôi, về không ăn về đi. Mới ra chương. Cái gì? Nè, tôi nói cho chị nghe, chị đừng có giỡn mặt với tôi nha. Tôi là trùm ở khu vực này, còn chị biết không? Thì trùm trùm sao? Trời ơi, tức quá, bây giờ nói sao cho hiểu đây. Trời! Không lẽ giờ lấy cái ghế đập lên đầu mình? Nguyên cái quán mới mở được có cái bộ bàn ghế đó nha. Cô trả ra đây để tôi lấy ghế tôi đập. Tôi đập đầu tôi chứng minh cho cô thấy. Thôi, không được. Không đập, tôi không đập đâu. Không, cái này không được, tôi qua tôi lấy cái bình rượu tôi đập đầu tôi mới được. Nè, cái bình rượu hả? Nè, chứng minh cho tôi nè. Giang hồ là phải như vậy chứ. Bình rượu đó, cô nhặt, cô giang ra. Trời! Thôi, em xin lỗi. Đưa tiền không? Xin lỗi nha. Đưa tiền bảo kê lại lên. Tiền hả? Mà từ cái lúc mà bắt đầu xây cái quán này là tôi trả tiền biết bao nhiêu người bảo kê rồi. Đừng có nói nhiều. Quán của... Nè, bây giờ nè, nộp tiền bảo kê cho tôi. Lẹ lên. Thôi em nói thiệt với anh á, từ lúc mà em xây cái quán này ra em đóng không biết là bao nhiêu người ở đây. Anh hội nào? Anh ban nào? Hội đã ban cái gì? Đó. Thấy chưa? Tôi nói cho cô biết. Cái này á... Nè. Sao ra? Bảo kê phải không? Không cần nói nhiều, đừng có hỏi nhiều hết. Tiền phải không? Đúng. Nhiều dữ hả? Mở cái quán à? Nhiều. Đưa nhiều, có nhiều, đưa nhiều. Thử là nhiều mà. Xe tay á. Xe tay á. Ê, tính tiền nha, cái này tính tiền luôn á. Tính tiền hết. Ghê. Ý là cô nói. Ý cô nói tôi ghê cô cái gì? Trời. Nhăn cái tiền. Ít xe. Nè, tôi cho cô biết. Tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ thực ra tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện bậy bạ đâu. Không tin phải không? Nè, tôi giả vô miệng tôi cái cho cô tin nè. Ừ, đó. Không. Tôi giả vậy yếu gì, nhẹ lắm cái gì đúng không? Nè, giả mạnh cho cô coi nè, giả mạnh nè. Ôi, hình như là càng nhiều tiền càng mạnh đó. Nè, mạnh hơn đi tôi coi nè, giả miệng mạnh hơn nè. Ôi, vui quá. Được á,
mạnh hơn nữa nè, tôi này cô coi nè, cô coi nè, giật giả nè. Thôi rồi rồi. Thấy chưa, cô thấy chưa? Thôi rồi, cảm ơn anh. À, tôi cho cô biết ra cái mặt tôi còn dám giả kiểu đó nha, huống hồ cái mặt người khác nghe chưa? Thôi rồi rồi, nãy giờ em giỡn với anh, em giỡn với anh. Rồi. Thôi giờ ấy. Ấy mình đếm đưa... đi, cô đếm tiền đi. Đáng lẽ định đưa 1.200, mình sờ cái mông cái còn 1.100. Thôi, dẹp đi. Không cần. Trời ơi, tiền là cái giấy gì vậy? Bây giờ nè, cô làm cái gì? Cô này biết nãy gì không? Cô biết là cái gì không? Xích chó gì? Trời ơi, đi nhậu quá, bán luôn chó dữ là cái xích này phải không? Cô, trời ơi, cô nghĩ sao cô nói cái này là xích chó? Cái này đó, vàng, vàng thiệt. Theo anh đi, nè, anh tặng em cái này. Dạ, cô nói vậy. Muốn theo không? Ngồi đây yêu uống với đi. Tôi được 3 ly đi rồi. Khi nào không xỉn thì tôi theo anh. Dừng tay lại. Ai? Ai? Ai dám hỗn sự vậy? Ai? Khách quý. Tao nghe đồn mày mới định cua con ghệ tao vào. Trời ơi. Mày có biết là cái chỗ này là tao bảo kê bao nhiêu năm không? Em mở được cái quán này từ cái quán di truyền mà qua tới thất truyền luôn mà thấy chưa? Mà mày có biết bao nhiêu đời không mà mày dám tới đây cua gợi của tao? Anh ơi, anh nãy giờ anh sờ mông em 3 cái. Đấy đó. Em. Dạ. Ra đây. Bây giờ cho hỏi. Mày nghĩ sao? Hả? Con ghệ tao vậy? Mà mày vô mày sờ 3 cái. Để anh sờ lại 6 cái coi. Thôi niễn anh niễn. Xí. Nè bà chị, bà mới hung ra vậy, người đưởng cái phải không? Tôi hung mày kêu nha. Ai bằng chị? Mày kêu ai bằng chị, xin lỗi mày. Tao tập tạ nó mới có muối cỡ này. Mày kêu ai bằng chị? Ủa gì cuối cùng bà là gì? Mày nhìn mẹ không biết tao là ai à? Chùm đại ca ở đây. Tên gì? Chứ tôi biết trùm ở đây đó. Anh ông nội. Cái gì? Anh ông nội. Anh ông nội? Ừ. Chết rồi. Gặp thứ thiệt rồi. Nội, hồi nãy nó lấy cái sợi dây tới đó, nó nói là vàng thiệt nó dụ em. Vậy hả? Để ra nội lo. Dạ. Này nội hung cái cho nó lấy bình tĩnh coi. Hung hoài vậy? Em thấy cái dây chuyền đó, nó heo nữa rồi đó. Bây giờ nè. Bây giờ là anh nội á, anh hung, anh phải cho tôi hung đi chứ. Hiểu không? Lao. Mắc gì mày hung? Anh không cho tôi hung bả rồi tôi hung anh. Sao lâu à? Được, lâu lắm rồi, tao không có ai hung. Hung tao 1 cái đi, để tao có cảm giác thôi. Nè, hung liền, nè, tôi hung anh nè. À. Hung mà làm như là bị ép. Rồi, vậy cho anh hung bên kia rất luôn. Là buồn. Cho hung bên kia luôn nha. Hiểu không? Ê, mày giỡn mặt hả mày? Bây giờ lấy sợi dây này, đeo vô cổ. Dạ. Rồi. À, thôi được rồi, bây giờ nè, bây giờ anh nội. Anh nội là trùm ở đây đúng không? Trùm ở đây. Anh nội là coi như là dữ nhất ở đây đúng không? Đúng. Thì coi như thằng em Út không biết chuyện thôi là xin lỗi ạ. Xin lỗi. Ê, anh được không? Đâu có xin lỗi đơn giản vậy được mày. Dạ chứ bây giờ ông anh muốn gì? Mày phải tự... Làm gì? Bây giờ này em sẽ đập đầu dưới đất được không? Mày nói đập đầu dưới đất lại lên. Hay là bây giờ mình kêu nó để lại cái dây chuyền vàng đó, nó mua hết đồ ăn của quán em đi anh nội. Tháo sợi chuyền ra tặng cho ghệ tôi. Cái gì? Tháo sợi chuyền ra. Anh mạnh mẽ quá anh nội. Tặng cho ghệ tao lẹ lên. Anh nội ơi, anh nội. Giỡn mặt hả mày? Mày biết tao là anh chùm. Anh nội ơi, không được, cái này là gia bảo. Mày tin tao quất một cái gãi giò. Nói ra. Không, bây giờ vậy nè. Thôi giờ đừng. Có quyền tặng em. Em cảm ơn anh nội. Cảm ơn hùng. Mày chết mày hôm nay rồi, mày chết mày hôm nay rồi. Mày quỳ xuống mày hít đất một ngón tay để mà xin lỗi con ghẻ tao. Không. Không, anh nội ơi, bây giờ em đã bỏ của ra rồi. Em chuộc lỗi rồi. Bây giờ mày chưa có xin lỗi. Anh nội. Bây giờ em xin lỗi cái khác. Dạ em muốn gì? Em thích cái quần jean của nó anh nội. Mày cởi cái quần ra. Không. Nhưng mà em thấy là chỗ này mình phải tế nhị ha anh nội, thông cảm em, một lát em vô trong. Bây giờ vừa thục dầu vừa xin lỗi ông nội. Thôi, đừng cho em thụt dầu. Chứ làm gì? Không, bây giờ nè, cho em tự nhéo lỗ tai em được không? Anh nội, tào lao không nội?
mày thấy ghệ tao nó còn thấy mày tào lao không? Kêu mày làm nhẹ nhẹ mày không chịu. Tự xử qua ông nội. Mày tự kiếm mày cái ác ác không à. Thôi giờ ông nội bỏ qua. Khoan khoan anh nội, nội nội chờ chút xíu. Gì? Em có điện thoại. Ờ. Alo. Dạ, em là đại ca. Ủa cái quán này quán thất truyền. Quán thất truyền. Dạ em đâu biết đọc đâu em biết. Ủa anh kêu em vô lấy tiền bảo kê ở đâu? Ở quán gia truyền hả? Chết cha em lộn vô quán thất truyền rồi. Dạ nãy giờ em xin lỗi quá trời. Thôi thôi được rồi, hèn chi có anh nội để em xuất hiện em sợ quá. Thôi được rồi, rồi được rồi, em hiểu rồi. À, dạ dạ dạ. Tắt điện thoại, em tắt điện thoại nha. Tắt điện thoại nha. Dạ anh nội, nội xin lỗi anh nội. Thì mày dỗ tao dữ à. Xin lỗi em gái nha. Tôi đi lộn quán thì tôi không biết chữ ha. Thôi tôi đi nha. Tôi lộn quán rồi, không biết chữ nữa. Em ơi, anh Diễu là số 1 ở đây. Chỗ này vẫn là anh bảo kê. Em yên tâm làm ăn nghe không? Dạ. Tao nghe nói có thằng ông nội nè mới xuất hiện ăn hiếp đàn em của tao. Mày ngu. Mày đang trèo lòng mà mày tự nhiên mày xuống đào diễn. Tao là anh ông nội. Bây giờ thằng nào, đàn nào? Tao mày Sơn Mặt Thẹo. Cái gì? Sơn Mặt Thẹo. Sao tao chưa thấy thẹo? Bây giờ mày làm cái gì cho có thẹo coi. Tao nói cho mày biết. Cái gì? Có thể làm gì cũng được. Đừng bao giờ ăn cướp trắng trợn. Cái sợi dây chuyền đang đeo trên cái người của con bánh bèo kia. Tao là của thằng em tao. Giờ muốn sao? Trả vàng lại. Không trả mày làm gì tao? Nếu mày không trả, mày làm gì tao? Tao đi về. Em thấy không? Dạ. Yeah. Em thấy không? Dạ. Yeah. Hai thằng nó đổi cho nhau chi rồi nó tào lao như nhau. Như là ảnh quay lại nữa. Anh nào? Ai vậy? Cái gì vậy? Tôi nói cho anh nội biết. Cái gì? Đại ca tôi vô đây. À. Xin lại sợi dây chuyền không cho. Không cho. Bây giờ không cho thiệt đúng không? Không. À. Tôi nói tôi không biết chữ nhưng mà nhiều lúc á súng đạn cũng vô tình lắm nè. Đâu anh nội biết cái cây này cây gì không? Cái cây gì? Này cây gì không? Cây gì á? Anh để từ cái móc. Cây gì? Cây này là cái cây gì biết không? Mày múc ra đi mà thục cái lá hoài. Thôi tôi bỏ quên nhà để tôi về tôi lấy. Trời ơi. Trời ơi. Em có đâu ra cái đám này vậy? Em không biết khi nào quán em mới mở hàng được luôn á anh. Trời ơi trời. Thôi được rồi, bây giờ nó đi hết rồi, em mở hàng đi. Có anh ở đây anh lo cho em. Mở hàng đi cưng, không lo đâu. Ai chứ có anh nội đây em an tâm dữ lắm. Tôi nghe nói. Cái gì nữa? Ủa mày không ai lòng tiếng mày nữa hả? Ai mà lòng? Cái gì vậy? Vô đây giải quyết câu chuyện gọn lẹ. Tôi là văn phòng. Từ nãy tới giờ câu chuyện đây đã được ghi hình lại. Mày văn phòng là mày có võ phải không? Cả mọi người phải lên trên phường. Bây giờ cho tôi giải quyết. Tại vì ở đây làm ăn phi pháp, thu bảo kê. Mấy người nên biết làm ăn còn có chính quyền quản lý nữa. Không, vợ tôi làm ăn đàng hoàng. Phi pháp chỉ có một mình tôi. Muốn bắt thì bắt tôi đi. Vậy này lên luôn. Bắt hả? Thật sự là Hoàng Anh cũng không biết nói sao nữa. Tại vì các nghệ sĩ của chúng ta diễn quá là xuất sắc và vô cùng xứng đáng một đám tay thật lớn, phải không ạ?